không nhớ được bố mình lúc nào đấy mà em lại như thế. Em không ngại quản nhưng nó có gia đình. Ừ, thế tại nhưng sao mà em lại không gọi điện cho Linh hay là như nào? Nhưng cái lúc đấy là nó hết rồi. Bất kỳ bất chứ. Em muốn nhận kỳ. Mình phải cần một cái người mà nhảy đi từ từ tớ mà nhớ mà điên lên. Tớ chỉ cần một người đứng bìa. Thì được. Thế lúc đấy là một đêm mà. Chị đi sinh nhật con của cái Ly về thì lúc ấy về nhà là 1 giờ kém nhỉ Ly nhỉ? À 1 giờ hơn. 1 giờ hơn em ạ. Sáng mày đi. Mày đấy. Có nghĩa là. Thế hỏi một lần không? Chị, nó đăng bài nó chỉ mới đòi nợ mình cho hỏi. Ừ. Hôm đấy thì hôm sau mình cũng chưa đi đâu. Mày có thể đứng đây. Mình sẽ lại bảo mẹ 16 giờ. Thế là mình sẽ đến quán. Chị biết được. Nếu là say quá thì mình cũng không cầu nghĩ là kiểu nó bị thương thì chẳng biết đến mình ngồi thì mình xem Facebook gì mà mình biết được nó là cái gì. Nó chỉ đăng bài Facebook đúng biệt. Thế hôm sau mình xem bảo mình cứ nhớ lại bảo có đi nó này đăng 16 giờ sao lại đăng đến tầm đêm này. Mình cũng gọi cho nó khoảng đêm đấy. Thế lại chiều tối mới gọi cho nó thì nó sao có trốn điện về nhà rồi. Thì bảo sao thì bà già ở bên này mình đang vội sang lắm rồi. Nó bảo bà già bên này mình cũng ra. Nó đang từ đêm hết nửa đêm thì mình ngủ biết làm sao được nó làm cái trò gì để sáng nó sao gọi vào gọi không đi bảo nếu mà nó gọi cho mình như nào thì chuyện khác đây nó chỉ là Facebook nhớ nhớ đầu chị cứ nhà này nhớ 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 có nhà thì lợi cho bạn bè nhé, tức là ai rồi cũng sẽ phải trải qua những lần như thế, tức là mình không nói mạnh nhưng mà tức là khi mà mình tỉnh táo mình sáng suốt thì mình sẽ là phải là nhưng mà nó thật là không đấy em cũng không ngờ tại vì em nghĩ là Hương tức quá thì cũng có thế đâu con này tôi mạnh mẽ lắm tôi này không phải như thế còn em họ ba bốn cũng không nghe thế em chồng em đây cũng bị ngờ quá tôi chị ngủ vậy sao được mà em thấy một thời em đổi thế sao nên em ngủ dậy em nhắn tin luôn thế là hôm đấy là như nào mà em đi sinh nhật